Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, chúng ta mừng lễ Khánh Nhật Truyền Giáo hôm nay trong một bối cảnh có rất nhiều điều tế nhị và phức tạp. Con muốn nói như vậy là vì trong vòng một tuần qua có hai biến cố ảnh hưởng đến, liên hệ đến người tín hữu Công giáo chúng ta. Biến cố thứ nhất đó chính là tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay còn gọi với cái biệt danh là Mẹ Nấm, cũng là một người Công giáo. Sau khi chị đã bị tòa án kết án 10 năm tù, thì tổ chức nhân quyền của quốc tế đã can thiệp để chị được tị nạn chính trị trên mảnh đất Hoa Kỳ. Và sau đấy mấy ngày, cũng là một người Công giáo, đó là anh Gioan Bautista Lê Đình Lượng, cũng bị kết án vì đấu tranh cho nhân quyền trên mảnh đất quê hương Việt Nam này với bản án 20 năm tù. Con muốn chia sẻ một chút như vậy để rồi tất cả chúng ta nhìn lại một lần nữa. Thế thì lạy Chúa, chúng con là người Công giáo, chúng con hiện diện trên mảnh đất Việt Nam này, nơi mà các cha ông của chúng con đã hy sinh mạng sống, đã đổ những giọt máu đào để minh chứng cho một giá trị của tin mừng hơn 400 năm qua được gieo trồng trên mảnh đất Việt Nam, quê hương chúng con. Chúng con sẽ phải sống như thế nào? Hôm nay, qua các bài đọc lời Chúa, một lần nữa chúng ta thấy hình ảnh thực sự của một con người loan báo tin mừng, đó là người như thế nào? Hình ảnh của người tôi trung trong bài đọc 1 mà ngôn sứ Isaiah diễn tả cho chúng ta thấy, đó là một con người có một cái mối liên hệ mật thiết với Thiên Chúa. Để rồi từ cái mối liên hệ mật thiết ấy, người tôi trung đã sống trọn vẹn cho thánh ý của Thiên Chúa và trở nên như chiếc cầu nối giữa anh chị em mình với Thiên Chúa mà mình tôn thờ. Người tôi trung ấy đã mang vào mình sự công chính để rồi sẵn sàng sống chết cho cái giá trị của một đời sống công chính với Chúa và với tha nhân. Hình ảnh thứ hai chúng ta được mời gọi rất đẹp trong thư gửi cho tín hữu Hebri trong bài đọc thứ hai hôm nay. Đức Giêsu Kitô vì tư tế đã băng qua các tầng trời và đã dâng một thánh lễ duy nhất. Ngài là đấng vô tội nhưng đã mang vào mình tất cả tội lỗi của nhân loại, để rồi Ngài dâng trên đĩa thánh cuộc đời của mình qua cái chết trên cây thập giá để trở nên nguồn ơn cứu độ cho tất cả nhân loại chúng ta. Đó là những điều một lần nữa chúng ta tự hỏi lại, phải chăng ngày nay chúng ta đang mới chỉ giữ đạo chứ chúng ta chưa sống đạo? Và đừng nói đến chuyện truyền đạo. Chúng ta mới chỉ có giữ được thánh lễ Chúa Nhật mỗi tuần, và chúng ta chưa có thể sống cái giá trị tin mừng như men như muối ở giữa cuộc đời hôm nay. Chúng ta chưa đưa được Chúa vào trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta chưa đưa được giá trị của tin mừng vào đôi tay, đôi chân, ánh mắt và nụ cười của mỗi chúng ta. Cho nên khi đến với Chúa, khi đến với đức tin, chúng ta được tháp nhập vào ba chức năng tư tế, vương đế và ngôn sứ. Nhưng dường như chúng ta mới chỉ giữ cái mức độ ở mức độ chức năng tư tế mà thôi. Chúng ta chưa sống được như một lời giảng ở giữa cuộc đời, cho nên cái chức năng ngôn sứ chúng ta vẫn lãng quên. Và rồi làm sao chúng ta có thể sống được cái chức năng phục vụ như Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ trong bài tin mừng hôm nay? Khi mà ông Gia-cô-bê và ông Gio-an đi theo Chúa cũng chỉ nhắm cho mình một cái chỗ ngồi, một cái vị trí trong vương quốc vinh quang của Thầy Giêsu mà thôi. Các ông đâu hiểu được rằng cuộc đời của người tông đồ, cuộc đời của người môn đệ ấy là phải dùng chính mạng sống của mình
để minh chứng cho đức tin mà mình tôn thờ, để minh chứng cho một đời sống phục vụ, biết cúi xuống để chia sẻ tình thương và ơn cứu độ cho anh chị em của mình. Không phải đời sống tông đồ ấy là ăn trên ngồi chốc, không phải đời sống tông đồ ấy là tìm cho mình một cái chỗ ngồi, một cái chỗ đứng an nhàn trong cuộc sống hôm nay, mà cuộc đời tông đồ ấy, người loan giảng tin mừng ấy phải là con người biết cúi xuống với tha nhân, biết cúi xuống với từng mảnh đời như chính Đức Giêsu đã sống và đã thực hiện trong suốt cuộc đời của Ngài ở trần gian này. Kẻ trí thức, người bần cố nông, kẻ giàu sang cũng như kẻ nghèo khổ, người mạnh khỏe cũng như người ốm đau, Đức Giêsu đều đón tiếp như nhau. Ngài không có sự phân biệt, Ngài không có sự loại trừ, vì giá trị của tin mừng là mời gọi chúng ta sống trong một thế giới đại đồng, trong một gia đình chia sẻ với nhau bằng đức ái và sống với nhau bằng tinh thần phục vụ, chứ không phải là dùng quyền để mà thống trị, dùng sự đàn áp để mà cai trị. Đó không phải là cách mà Thiên Chúa đối xử với chúng ta. Ngài đã yêu chúng ta và yêu cho đến cùng. Người tư tế Giêsu ấy đã trở nên như của lễ đẹp lòng Thiên Chúa Cha bằng cái chết của mình trên cây thập giá. Đó cũng chính là một lời mời gọi tha thiết đến với tất cả chúng ta. Có thể chúng ta mới đang chỉ ở mức độ giữ đạo, nhưng hôm nay với việc mừng lễ Khánh Nhật truyền giáo và đồng thời chúng ta đang ở trong tâm tình cùng với toàn thể Giáo hội Việt Nam mừng biến cố 30 năm các thánh tử đạo đã đổ những giọt máu đào trên mảnh đất Việt Nam này được tôn phong hiển thánh. Và rồi cùng với những chuỗi kinh mân côi trong tháng 10, một lần nữa chúng ta được mời gọi hãy biết tiếp tục con đường mà Đức Giêsu Kitô đã đi. Hãy đi tiếp con đường mà Đức Mẹ Maria cũng đã đi. Đức Mẹ đã bỏ qua bên cạnh mình tất cả những cái ưu tư, những cái nỗi lo lắng, những cái trăn trở và thao thức của một người mẹ vừa được đón nhận ngôi lời nhập thể trong cung lòng của mình, để vội vã lên đường trở nên một con người phục vụ, trở nên một con người chia sẻ, trao ban bình an cho người chị họ Elizabeth. Chúng ta cũng hãy tiếp tục đi trên con đường của các thánh tử đạo tại Việt Nam. Các ngài đã hy sinh tất cả những gì là quê hương, là xứ sở của bản thân mình để đến với một vùng đất xa lạ, để sống và gieo trồng, chia sẻ cho tất cả những anh chị em thuộc dân tộc Việt Nam của chúng ta sống trên mảnh đất Việt Nam này giá trị của tin mừng Đức Giêsu Kitô. Đó là những bước chân đẹp của những con người rao giảng tin mừng. Đó là những bước chân ý nghĩa mà chúng ta được mời gọi như lời mời gọi của Công đồng Vaticano Đệ Nhị. Tất cả mọi ưu sầu, buồn bã, hạnh phúc và hy vọng của thế giới ngày hôm nay cần lắm được gieo âm hưởng trong tâm hồn của người môn đệ Đức Giêsu. Chúng ta có thể tạ lỗi với Chúa vì đã có thể trong đời sống đức tin của chúng ta chưa đưa Chúa vào trong cuộc đời. Sau mỗi thánh lễ chúng ta vẫn để Chúa ở lại trong nhà thờ, thì hôm nay chúng ta được mời gọi hãy đưa Chúa vào trong cuộc sống của chúng ta, nơi công sở chúng ta làm việc, nơi công ty chúng ta đang cùng làm việc với các đồng nghiệp, nơi làng xóm, nơi láng giềng, nơi khu phố của chúng ta. Tất cả những điều ấy là rất cần, cần lắm hình ảnh của một người môn đệ Đức Giêsu biết sống với tha nhân bằng tinh thần yêu thương và phục vụ. Chúng ta cũng xin Chúa qua lời truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tử đạo tại Việt Nam, giúp cho chúng ta biết sống giá trị của người loan báo tin mừng và trở nên một người môn đệ thực sự đúng nghĩa, mang danh Kitô hữu nơi chính đời sống đức tin của mỗi chúng ta. Amen.